Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem số trang của file Word trong thư mục mà không cần phải mở cái file đó lên Thì thông thường á, các bạn chúng ta muốn biết số trang của một file Word nào đó thì các bạn chúng ta hay bấm đúp vào và mở cái file đó lên Giả sử như đây nè, tôi muốn xem số trang của cái file có tên là giáo án Photoshop á thì tôi bấm vào nè rồi lúc này cái file này á nó mở lên Nếu mà tôi muốn biết số trang của cái file này á nó có bao nhiêu trang á thì tôi sẽ để ý ở thanh trạng thái này ở dưới bên trái á là có là 107 trang đây là một cách rồi tuy nhiên ở đây á tôi có danh sách các file word nếu mà tôi làm lần lượt như vậy thì rất là mất thời gian bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách để biết số trang của file word mà không cần phải mở cái file đó lên thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau Đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ vào tab view này Sau đó các bạn chọn chế độ hiển thị là Đi theo Các bạn bấm vào Thì nó sẽ hiển thị Danh sách các file Theo các cột như thế này Đây là Thông tin Của các file Rồi sau đó Các bạn bấm phải chuột Vào một cột bất kỳ Chẳng hạn ở đây này Bạn có thể bấm phải chuột vào cột name này Cột date Cột thai à, cột sai đều được nha ở đây tôi sẽ bấm phải chuột và cột nem sau đó tôi chọn vào More rồi muốn hiển thị số trang á thì tôi sẽ tích chọn vào tôi chọn là bay bây giờ tôi sẽ kéo xuống chữ b đây tôi sẽ chọn vào tôi chọn là bay này sau đó tôi bấm ok đó đối với cách này á thì các bạn thấy nè nó sẽ xuất hiện thêm một cột là là bay và nó sẽ hiển thị số trang ra đây cái file là bài thực hành là có bốn trang bây giờ tôi mở cái file này lên và tôi kiểm tra thử có đúng bốn trang hay không nhé tôi mở lên rồi tôi phóng to tài liệu lên rồi chúng ta sẽ để ý ở thanh trạng thái này các bạn thấy này nó có có bốn trang chính xác rồi ở đây này cái file này á nó hiển thị là 78 trang là giao án kỹ thuật bàn phím A này tôi mở lên tôi kiểm tra thử rồi, các bạn chúng ta sẽ quan sát ở thanh trạng thái nó hiển thị là bao nhiêu số trang. Ở đây á nó hiển thị là 78 trang. Đó, chứng tỏ là số trang ở đây nó hiển thị là chính xác. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách xem số trang của file Word trong thư mục mà không cần phải mở cái file đó lên. Nếu thấy video hay hiểu hết á thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Còn các bạn đã theo dõi